Xin chào tất cả anh em nha. Video này mình hướng dẫn các anh em tham gia một chương trình góp nhận 15 đô miễn phí cộng với 5 token bát miễn phí, trị giá là khoảng 50 đô trên một cái sàn Bipass nha các bạn. Một sàn Bipass này hay còn 20 ngày nữa là sàn nó sẽ ra mắt nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay, click phần link mô tả của mình, bấm vào đăng ký nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào một đăng ký thì nó ra một cái giao diện như thế này nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký tên của tất cả các bạn, email, password nha bạn. Các bạn chọn vào quốc gia Việt Nam nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào một vị sơ, sau khi bấm vào vị sơ thì nó gỡ một về cho tất cả các bạn một cái email nha các bạn. Các bạn vào hộp thư spam, tất cả hộp thư nha các bạn. Rồi các bạn login vào nè. Rồi tất cả các bạn nhấn vào liều xanh để các bạn verify nha các bạn. Rồi sau khi các bạn login vào phần đường link đó thì ra một giao diện gì thì các bạn đăng nhập vào email mật khẩu các bạn, bấm vào login này. Rồi sau khi các bạn login vào thì nó hiện ra một cái thông báo các bạn bấm bỏ nha các bạn. Thì các bạn còn chương trình góp này nó còn 20 ngày nữa là các sàn này sẽ ra mắt các bạn. Mình đã nhận 5 con bát nè, 15 USDT nè. Nếu biết giao chưa cho các bạn sàn chưa ra mắt, bạn chỉ copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha tất cả các bạn. Bạn bấm vào ba gạch nè. Con này nó chưa yêu cầu KYC các bạn. Sau này sàn nó sẽ yêu cầu KYC thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn KYC và rút tiền về các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.